Bà chú cháu ma ơi, phân ở mô mà đóng rửa hả? Thiếu ý, xin chỉ thị từ nào? Xì hơi đánh đấm thì cho qua, nhưng xịt thì không qua được. Mình rắn mà không cho xịt đi qua nhỉ? Quá nguy hiểm rồi, xin chỉ thị từ cặp trên. Em là đánh đấm. Mời qua. Em là em gái đánh đấm. Mời qua. Con là cháu ngoại đánh đấm. Xin lỗi anh xịt, anh không được phép ra ngoài. Ờ sao thế nhỉ, tôi là đánh rắm mà. Nhưng nhìn tới nhìn lui thì anh vẫn là cục kia. Chị đừng có vội nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người khác. Nội tâm của tôi vẫn là đánh rắm. Mời cục tiếp theo. Mời qua. Mời qua. Mời qua. Mời qua. Mời qua. Ô là trời, nó cho cục kích qua kìa. Cái gì vậy? Được.